Xin chào các bạn khán giả thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với tập 98 của Thương Thiên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 98 Thương Thiên. Xuất phát từ việc đây là biện pháp duy nhất, mọi người chỉ có thể lựa chọn tiếp thụ. Để chuẩn bị sắp xếp, Trần Hương thu hồi bích trúc trượng, khoanh chân ngồi xuống. Nhưng ngay sau đó lập tức phiên động thủ quyết để vận chuyển bí thuật. Thanh sắc lưu quang vờn quanh cơ thể. Xong, ngay khi Trần Hương đang nhắm mắt, trong mắt mọi người cũng đều hiện ra một tia kiên quyết. Hai mắt của Nhạc Phàm ngưng tụ. Hắc sắc niệm lực giống như là thực chất kéo về phía Trần Hương. Ngay sau đó, Minh Hữu, Tàng Nhà Tộc Trưởng, 12 thần tướng đều rối rít phóng ra niệm lực của mình. Từng đạo niệm lực giống như những tia mảnh nhỏ hội tụ tại mi tâm của Trần Hương, ngưng kết thành một đoàn kết tinh to, cỡ nắm tay. Dưới sự khiên dẫn của tâm thần Trần Hương, một cỗ tinh thần lực khổng lồ lập tức bao trùm cả tòa cung điện. Cửu u hàn khí đều bị bao trùm trong đó. Oanh, long. Lực cùng lực va chạm khiến cho mặt đất lắc lư càng ngày càng mãnh liệt. Cả tòa cung điện đang chính diện tiến về phía biên giới của sự sụp đổ. Nhưng giờ khắc này, không có ai đi để ý đến những chuyện khác, cho dù là bị chôn sống nơi đây, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Tùy theo thủ quyết của Trần Hương biến huyễn, phạm vi của tinh thần lực bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Một chút một, cửu u hàn khí chậm rãi bị đẩy lui về chỗ lỗ hổng nơi phong ấn. Thấy tràng cảnh như vậy, đám người Minh Hữu và Tang Nha không khỏi lộ ra vẻ cuồng hỉ. Bọn họ thấy được hy vọng, chỉ cần kiên trì trong chốc lát, thắng lợi chính là thuộc về chính mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, phảng phất như chỉ là trong nháy mắt, phảng phất như đã trải qua bao nhiêu năm. Bí thuật được thi triển, sinh mệnh của Trần Hương dần dần bị tiêu hao. Tùy theo niệm lực khô kiệt, sắc mặt nàng bắt đầu phát tím, đôi môi bắt đầu khô nứt. Duy nhất không thay đổi chính là quang mang kiên quyết sáng rọi trong mắt nàng. Trần Hương không biết mình có thể hay không kiên trì đến lúc thành công. Nàng chẳng qua là cố gắng hết sức mình. Mặc dù phải trả giá bằng sinh mệnh, nàng cũng không hối tiếc. Nhã Nhi. Nhạc Phàm lặng lẽ nhìn sự biến hóa của Trần Hương. Lúc này nhìn thấy biểu tình thống khổ trên mặt đối phương, sâu trong nội tâm đột nhiên truyền đến một trận bất an. Cái loại tín hiệu mãnh liệt này tràn ngập khắp linh hồn của hắn, khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy một loại sợ hãi không sao hiểu được. Nhạc Phàm chưa bao giờ lo âu như giờ khắc này. Tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm toàn thân Trần Hương, trong lòng chợt co rúm lại. Sinh mệnh của Trần Hương đang bị hao mòn khi phải chịu tải niệm lực khổng lồ của mọi người. Tinh thần của nàng cơ hồ sắp tan vỡ. Nhạc Phàm không dám tưởng tượng, nếu như tiếp tục nữa, Trần Hương hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Nhạc Phàm nhịn không được nắm chặt bàn tay, muốn cắt ngang nỗ lực của Trần Hương. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể làm gì được. Có một loại thiện lương gọi là không cầu lợi, có một loại bỏ ra gọi là hy sinh, có một loại ra sức gọi là thành toàn. Vì những sinh mệnh còn sống, Trần Hương nguyện ý hy sinh chính mình, đây là lựa chọn của nàng. Nhạc Phàm tôn trọng nó, mặc dù chính mình cảm thấy rất không nỡ, rất là mâu thuẫn. Còn kém một chút cuối cùng. Minh Hữu và đám người Tang Nha khẩn trương nhìn chăm chú vào lỗ hổng của Kiều U, hoàn toàn không có chú ý tới sự dị thường của Nhạc Phàm cùng với Trần Hương, càng không có chú ý tới một ít vũng máu đen bên cạnh lỗ hổng đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Minh Hữu, Nhã Nhi hiện tại rất nguy hiểm, người có biện pháp gì không? Nhạc Phàm chuyển sang hướng Minh Hữu, biểu tình âm trầm, sắp không thể bảo trì thêm. Hắn thực đã mất đi quá nhiều, hắn không thể lại trừng mắt nhìn Trần Hương ra đi, cho dù là hắn phải ích kỷ lần này. Lúc này, đám người Minh Hữu rốt cục cũng phát hiện ra sự dị thường của Trần Hương. Nhìn biểu tình thống khổ của Trần Hương, trong lòng bọn họ trầm xuống. Tâm tình kích động mới vừa rồi tức khắc đã ném lên 9 tầng mây, chỉ còn lại một vẻ phân vân khó xử. Đại ca yên tâm. Trần Hương tỷ đã gần như hoàn thành không sai biệt lắm, phần còn lại liền giao cho chúng ta đi. Minh Hiểu biết Trần Hương đối với Nhạc Phàm rất trọng yếu, lập tức bất kể hậu họa, phân ra một cỗ tinh thần lực, điều khiển linh khu hướng lên phía bên trên phòng ấn. Theo sự dẫn dắt, linh khu chậm rãi hạ xuống, kiểu u hàn khí cuồng bạo dần dần thu liễm lại, áp lực của Trần Hương có chút giảm bớt. Nhạc Phàm thấy vậy không khỏi cảm thấy thoải mái hẳn đi. Lấy tình huống hiện tại của Trần Hương, xem ra hẳn là có thể kiên trì được. Cùng lắm thì tiêu hao thêm một chút ít sinh mệnh nguyên khí thôi. Phạc duy.
Trong lúc tâm tình mọi người đã nhẹ nhõm hẳn, dị biến lại nổi lên. Tại bên cạnh lỗ hồng, máu đen dưới sự ảnh hưởng của kiều u hàn khí không ngừng bành trướng, trở nên nồng đậm. Tiếp theo đó là kịch liệt nhúc nhích, cuối cùng hình thành một huyết cầu khổng lồ được hàn sát bao phủ xung quanh. Kìa, kìa là vật gì? Áp lực cực lớn, đám người Minh Hữu trong lòng run lên, mọi người đều lộ vẻ kinh sợ. Biến hóa tình linh xảy ra, mọi người đúng là trở tay không kịp, ai cũng không nghĩ tới, lúc này sẽ còn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tàng nhà tộc trưởng vội vàng đưa ánh mắt chuyển sang Minh Hữu, hắn là càng kinh hãi thất sắc. Kìa, kìa là cấm thuật cuối cùng của tử huyết nguyên thai, tử rồi lại sinh, hóa huyết thuật. Tử, lại vẫn có thể tái sinh sao? Mọi người không dám tin, nhìn về phía trước, tinh thần vô pháp ổn định. Nguyên lai yêu sư vẫn muốn trường sinh bất tử chính là ở chỗ này. Một cái hóa huyết thuật, ta làm sao lại đem nó quên mất, ta đáng chết, ta thật là đáng chết. Minh Hữu lại thất vọng tự trách. Hóa huyết thuật ở trong truyền thừa vốn là có ghi lại, nhưng chính mình cư nhiên lại không nghĩ đến. Áp lực càng lúc càng lớn, sắc mặt của Trần Hương cũng ngày càng kém đi. Mắt thấy Trần Hương đang tiến về biên giới của sự sụp đổ, Nhạc Phàm cũng bất chấp gì khác, lập tức thu hồi niệm lực, trực tiếp xuất thủ đem Trần Hương đánh xỉu đi ngay sau đó, và đem nàng ôm gắt gao ở trong ngực. Đại ca, ngươi! Phản ứng của Nhạc Phàm khiến cho Minh Hữu sững sờ tại đương tràng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại thời khắc mấu chốt, đối phương lại cư nhiên không để ý đến đại cục. Tàng nhà tộc trưởng cùng với những người khác đều làm ra vẻ tức giận và sầu khổ, còn Minh Hữu thì lại có chút mất mát trong lòng của hắn. Trong lòng của hắn, Nhạc Phàm luôn luôn là một anh hùng đỉnh thiên lập địa, nhưng bây giờ vì mong muốn của bản thân, cư nhiên lại không thèm để ý. Hận cũng được, mà khổ cũng được, Nhạc Phàm cũng không cần quan tâm, sự cô độc của hắn ai có thể minh bạch. Đủ rồi, nàng thực đã làm quá nhiều rồi, để cho nàng nghỉ ngơi một chút đi. Nhạc Phàm si ngốc nhìn Trần Hương trong lồng ngực, trong mắt lộ vẻ ôn nhu. Cho dù đối mặt với nguy cơ to lớn, hắn cũng có chút nào đổi sắc. Thiếu đi sự áp chế của Trần Hương, kiều u hàn khí lại một lần nữa sôi trào, đám người Minh Hữu không thể không toàn lực áp chế, linh khu cũng vô pháp hạ xuống được. Huyết đoàn càng ngày càng lớn, mọi người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng hết lần này tới lần khác đều là vô kế khả thi. Nhã Nhi, hãy sống cho tốt, nhất định phải sống cho tốt. Nhạc Phàm giật đan tâm thạch trên cổ xuống, nhét vào trong tay của Trần Hương. Đó là ấn ký duy nhất mà hắn muốn để lại cho nàng. Nếu như sinh mệnh có tiêu thất, thì nàng vẫn còn có thể nhớ về hắn. Đại ca, người muốn làm gì? Thấy Nhạc Phàm vẻ mặt khác thường, trong lòng Minh Hữu nổi lên một tia dự cảm không tốt, tựa như người thân của mình sắp phải ra đi. Giúp ta chiếu cố Nhã Nhi cho tốt. Nhẹ nhàng đặt Trần Hương xuống, Nhạc Phàm thình lình đứng dậy, một cỗ khí tức nặng nề thẩm thấu vào chỗ sâu nhất trong linh hồn. Hắn là một người bình thường, có sự dung tục cùng với bất đắc dĩ như bao người khác, cũng có sự kiên cường cùng với sự cố chấp như một số ít người, còn có được tình cảm như mỗi một người. Chỉ tiếc là hắn mang trên vai rất nhiều trọng trách và kiều hận, thủy chung vô pháp buông xuống. Hắn khao khát một cuộc sống bình dị và yên ả, khát khao về một tương lai tràn đầy hạnh phúc tốt đẹp. Hiện tại, tất cả hy vọng đã tàn vỡ, tâm tình bị đè nén giống như lũ quét phát tiết ra. Một tiếng giống cuồng nộ vang lên, Nhạc Phàm liều lĩnh vận chuyển lực lượng toàn thân. Hắc sắc hồn lực, hồng sắc sát khí, vô sắc nguyên khí, ba đạo năng lượng quấn lấy nhau, trói buộc trong thể nội, rốt cục đã bị đánh vỡ. Lực lượng lại một lần nữa trở về thân thể, có một loại sướng khoái không nói lên lời. Đương nhiên, lực lượng cuồng bạo đồng thời cũng đang không ngừng phá hủy kinh mạch của Nhạc Phàm, nhưng hắn tịnh không để ý tới. Từng đạo hắc sắc chiến văn hiện đầy toàn thân của Nhạc Phàm, lộ ra huyết quang nhàn nhạt, hai mắt đỏ sẫm ẩn chứa vô tận hắc ám, khí tức thê lương cổ xưa tràn ngập cả không gian. Cửu u khí cảm nhận được uy hiếp của ngoại lực, khí thế hống hách cũng hòa hoãn đi không ít. Chẳng qua là huyết đoàn do yêu sư biến thành vẫn bành trướng như cũ, thậm chí bắt đầu biến huyễn ra hình dáng. Không tốt, ngàn vạn lần không thể để cho huyết thai thành hình. Minh Hữu sốt ruột ta lên, cốt trượng trong tay họa xuất ra một ký hiệu kỳ quái trong không trung, hướng huyết đoàn đánh tới. Đáng tiếc là lại giống như đá chìm đại hải, không có nửa điểm phản ứng. Cùng một thời gian, thân ảnh Nhạc Phàm cũng xuất hiện bên cạnh linh khu. Phác. Cửu u hàn sát khí không ngừng phun trào. Mắt thấy cục diện khó có thể tiếp tục áp chế, Nhạc Phàm ôm lấy linh khu,
đột nhiên hướng lỗ hổng của Cửu U lao tới, tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn mấy phần. Đúng là không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ thuần túy là lực lượng. Nhạc Phàm không sợ Hàn Sát xâm thực, hướng xuống đất áp tới. Nhìn tới lúc này, Minh Hiểu cuối cùng cũng minh bạch là Nhạc Phàm muốn làm gì, mà đám người Tăng Nha tộc trưởng lại là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Phàm dưới trạng thái như thế này, lực lượng áp đảo hết thảy, quả thực khiến cho người ta run sợ. Oanh! Bụi bay mù mịt, khí lưu loạn chuyển. Rốt cục, Linh Khu cũng vững vàng áp xuống đất, đem Kiểu U khí chấn áp bên dưới. Bất kỳ thứ gì cũng có cực hạn thừa thụ của nó. Mặc dù thân thể của Nhạc Phàm đã trải qua thiên truy bách luyện của nguyên khí, nhưng nó vẫn như cũ là thân thể huyết nhục. Hắn nửa quỳ ở trên mặt đất, miễn cưỡng khom người chống đỡ thân thể. Từng ngụm tiên huyết phun ra, nhuộm đẫm mặt đất bằng một phiến đỏ thẫm. Kỳ tích đột nhiên phủ như thế, khiến cho đám người Tang Nha tộc trưởng và 12 thần tướng mừng rỡ không thôi. Nhìn Nhạc Phàm với vết thương chồng chất, một điểm oán giận trong lòng nhất thời tan thành mây khói. Duy chỉ có Minh Hữu là tràn đầy chua xót, không hề có nửa điểm vui mừng. Đại ca! Minh Hữu thầm cảm kích, hai tay bỗng nhiên vùng lên, ngay sau đó lập tức thi triển ra cấm pháp tu phục phong ấn, cùng Linh Khu dung hợp thành một thể. Thủ quyết được đánh ra là một tổ hợp huyền diệu, khống chế rất tinh tế, tâm thần cũng rất chuyên biệt. Lúc này biểu tình của Minh Hữu hết sức nghiêm nghị, mi tâm chớp động bắn ra một đạo ánh sáng thiêng liêng như muốn xua đi tất cả hắc ám. Một lát trôi qua, dưới sự phối hợp của mọi người, đạo cấm chế cuối cùng cũng được hoàn thành. Phong ấn tái hiện, bình chướng vô hình nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã bao trùm cả không gian của đại điện, mà Nhạc Phàm cùng với yêu sư biến thành huyết thai đều bị bài xích ở bên ngoài. Đại ca! Nhìn Nhạc Phàm nặng nề ngã xuống, đám người Minh Hữu cảm thấy vô lực, thậm chí ngay cả đứng thẳng cũng vô pháp làm được. Bọn họ có thể cảm thụ được khí tức của đối phương đột nhiên rất suy yếu, gần như không có chút hy vọng sống sót. Một tiếng ông ông, Thái A thần kiếm sau khi hoàn thành nhiệm vụ tự động bay trở lại trong tay phải của Minh Hữu. Linh tính trên thân kiếm cổ xưa dường như đã mất đi. Đại địa lại trở về với sự yên tĩnh, cửu u hàn khí cuối cùng cũng bị trấn áp, hàn sát ở trong không khí cũng dần dần tiêu tán, chỉ để lại một đoàn huyết thai tiến hóa chưa hoàn toàn, không có chút nhúc nhích. Từ, từ, mất đi nguồn lực lượng, huyết thai giống như phát cuồng, thân hình không hề theo quy tắc nào bành trướng lên càng ngày càng lớn, tựa hồ tùy thời đều có thể bạo tác. Nó muốn làm gì? Đám người Tàng Nhà sắc mặt ngưng trọng, bọn họ hiển nhiên cảm nhận được cỗ năng lượng khổng lồ ẩn hàm ở bên trong huyết thai. Nó muốn dùng cách ngọc đá cùng tan, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Lời nói của Minh Hữu giống như tạt một gáo nước lạnh, khiến cho đám người ta không tự chủ được mà dùng mình. Huyết thai tự tạo, tất nhiên sẽ đem nơi này san thành bình địa. Đến lúc đó phong ấn sẽ bị phá hư, tất cả nỗ lực lúc trước của chúng ta đều sẽ tan thành mây khói. Tràng tai họa này phảng phất như kéo dài vô cùng vô tận, hiện tại thì còn ai có thể khống chế được tràng diện hiện tại. Trần Hương hôn mê, Minh Hữu hư nhược đến nỗi không thể hư nhược thêm, Nhạc Phàm lại gục ngã xuống đất. Không có trợ giúp, không có thời gian, không có hy vọng. Mọi người trầm mặc không nói. Bóng ma của sự tuyệt vọng lại một lần nữa bao phủ khắp nội tâm. Một trận ho khan kịch liệt đánh vỡ không khí trầm mặc. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Phàm đang chậm rãi đứng lên, tiên huyết trào ra từ trong miệng vẫn chưa dừng lại. Nhạc Phàm thoáng quay đầu nhìn Trần Hương đang hôn mê, hai mắt đỏ sẫm, phảng phất như đang che giấu sự không đành. Không đành chết đi, lại càng không đành rời xa Trần Hương. Nhưng chính hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác. Đang lúc thở dốc, thần trí của Nhạc Phàm dần dần trở nên lờ mờ, một vài hình ảnh quen thuộc xẹt qua trong đầu. Lão nhân an ủi, phụ nữ chờ đợi, hài tử ngơ ngác, truyền thừa tín ngưỡng, cuộc sống yên tĩnh, còn có ký thác hy vọng. Mất đi thứ mình đã có, lại càng quý trọng cái đang có. Đây là những sự truy cầu của một người bình thường đối với cuộc sống, cũng là thái độ sống của Nhạc Phàm, bởi vì hắn đã mất đi quá nhiều, quá quá nhiều. Sâu trong linh hồn, sự tuyệt vọng vô pháp đè nén được. Gầm lên một tiếng, sát ý theo tiếng nộ hống trực tiếp trùng pháp cửu thiên, toàn thân Nhạc Phàm bạo phát ra khí thế lăng lệ. Hắc sắc liêu quang đột phá lớp da lao ra, hình thành một tiễn ảnh cự đại mơ hồ, có thể thấy được một chút thất thải quang mang vờn quanh. Bạo xạ ra hàn mang khủng bố, không hề có dấu hiệu báo trước.
Nhạc Phàm giống như một quang tiễn bắn thẳng về phía huyết thai do yêu sư hóa thành. Hắn thoáng qua đầu liếc mắt một cái, đó cũng là lưu niệm cuối cùng trong lòng hắn. Thiên địa vẫn bất biến, tinh tú vô chuyển đi, hóa thân thất tình tiễn xuyên qua luân hồi kiếp. Sinh mệnh nộ phóng phảng phất như lưu tinh sáng chói, mang đi hết thảy hắc ám, để lại trong lòng người ta một ánh sáng hy vọng. Ở bên ngoài địa cung, mặt đất đã yên tĩnh trở lại, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lúc này, một đám thân ảnh đang xuyên thật nhanh qua rừng cây, mà dẫn đầu đúng là một đầu mãnh thú cùng một kẻ thiếu niên. Bọn họ đúng là Tiểu Hỏa, Thiên Xanh cùng với Thủ Lăng tộc nhân. Bởi do thiên địa dị tượng, Thiên Xanh lo lắng thánh giả cùng với tộc trưởng phát sinh vấn đề, lập tức cùng với Tiểu Hỏa trở về mang theo tộc nhân một đường chạy tới. Phía trước chính là Thánh Hồ, mọi người chạy nhanh lên một chút. Thiên Xanh vừa đi vừa nói, thần tình trên mặt đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù hiện tại địa chấn đã chấm dứt, nhưng cỗ bất an trong lòng cũng không có giảm đi nửa điểm, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Tiểu Hòa sợ rằng cũng có tâm tình như vậy, co chân phóng như điên, trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm gừ đầy lo lắng. Oanh! Đột nhiên một tiếng nổ vang lên kinh động cả hải đảo. Tiểu Hòa cùng với đám người Thiên Sinh không khỏi dừng bước lại, nhìn về phía tiếng nổ phát ra. Chỉ thấy ở trên đỉnh của ngọn tuyết sơn không hiểu sao lại sụp đổ. Ngay sau đó một đạo hắc sắc lưu quang phá vỡ thiên không bay ra, mơ hồ mang theo một chút hồng quang, cuối cùng vẫn lạc vào bên trong vô tận hải vực. Gào lên một tiếng, Tiểu Hòa bỗng chuyển mình trực tiếp đuổi theo đạo lưu quang kia. Không đợi đám người Thiên Xanh kịp phản ứng, thì đã chỉ còn lại một đạo tàn ảnh nhàn nhạt. Mọi người không sao hiểu được, một quang dồn dập hướng về phía Thiên Xanh, thấy hắn cũng là nghi hoặc không thôi. Theo Thiên Xanh được biết, Tiểu Hòa tuy rằng vẫn còn dã tính nhưng cũng không có làm loạn gì. Chỉ có thể là nó làm ra cử động thất thường như vậy, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Chẳng lẽ đại ca bọn họ? Ý niệm tới đây, trong lòng Thiên Xanh mãnh liệt dao động, khuôn mặt trong nháy mắt tối sầm lại. Thiên Xanh, chúng ta có tới xem một chút hay không? Nghe được toan tính của mấy người phía sau, Thiên Xanh lắc lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như thật sự có gì ngoài ý muốn, thì thánh giả và tộc trưởng bọn họ hiện tại sẽ như thế nào? Trầm ngâm trong một chốc lát, Thiên Xanh cuối cùng cũng quyết định nói. A Lạp cùng với A Đồ, hãy đi xem một chút nơi đó. Nếu như có tình huống gì lập tức truyền tin lại, những người còn lại theo ta đi tới Thánh Hồ. Hoa Lạp. Bích hồ cuồn cuộn, một con quái vật to lớn từ trong nước dâng lên. Xá yêu. Kêu lên một tiếng, hóa xà đong đưa thân hình dị động đến bên bờ. Tùy theo đó hai cái thân ảnh cũng xuất hiện ở trên bờ. Lúc này, sắc mặt Minh Hữu tái nhợt, hư nhược vô cùng, chỉ có thể miễn cưỡng chống cốt trượng đứng thẳng, mà Tăng Nha tộc trưởng cũng chật vật không kém bao nhiêu. Nhẹ nhàng đem Trần Hương đã hôn mê đặt ở trên mặt đất, hóa già tự giác lui về trong nước. Một lần nữa phát ra một tiếng kêu giống như trẻ con, vang vọng khắp mặt hồ. Thánh giả, tộc trưởng. Ở phía rừng cây phía trước, đám người Thiên Xanh rốt cục cũng đã chạy tới. Tộc trưởng, đây là thế nào? Nhìn dáng vẻ của hai người uể oải và Trần Hương đang hôn mê bất tỉnh, mọi người có chút không hiểu ra làm sao. Chuyện này một lời khó nói hết. Minh Hữu lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó lập tức hỏi. Mới vừa rồi các người có phát hiện thứ gì dị thường ở trên trời hay không? Đám người Thiên Sinh nhìn nhau, sau đó mở miệng nói. Hồi báo thánh giả, ta vừa mới thấy trên đỉnh tuyết phong đột nhiên sụp đổ, rồi sau đó một chùm hắc quang theo đó bay ra ngoài. Đây, đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Tăng Nha tộc trưởng cùng với Minh Hữu đồng thời run lên, vội vàng nói. Nói mau, chùm hắc quang kia đã bay đi nơi nào? Thiên Sinh không rõ đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là hắn mơ hồ đoán ra được điểm mấu chốt cho nên liền đáp lại. Chùm hắc quang kia hẳn là đã bay tới hải vực phía tây, ta đã phái người đuổi theo nó rồi. Hy vọng đại ca không có gặp chuyện không may. Trầm ngâm trong một chốc lát, Minh Hữu mới nói. 12 thần tướng còn đang ở trong địa cung, các người mau đi hỗ trợ. Dạ. Vừa nói xong, Thiên Xanh liền mang theo mọi người nhảy xuống nước. Biển trời một màu, không gian thoáng đãng. Tai nạn đã trôi qua được 2 ngày. Sau khi trải qua cuồng phong bạo vũ, Thần Hoàng Đảo lộ ra một vẻ tĩnh mịch khác thường. Bên bờ biển phía tây, Trần Hương lặng lẽ đứng ở trên một dải đá ngầm. Cả không gian chỉ có một hình bóng xinh đẹp, bạch y như tuyết. Ánh dương quang ấm áp nhẹ nhàng trải khắp vùng đại địa. Gió biển hiu hiu giống như đang vuốt nhẹ trên mái tóc. Một bức tranh mỹ lệ động lòng người như thế. Đáng tiếc là lòng người lại đang mang theo một nỗi cô độc u thương. Sau 2 ngày tu dưỡng, Trần Hương căn bản đã khôi phục.
chẳng qua là vết thương trong nội tâm của nàng không thể bình ổn lại. Nhạc Phàm rời đi khiến cho lòng nàng khó chịu vạn phần. Tuy rằng biểu hiện của nàng có vẻ bình tĩnh đến hờ hững, nhưng sâu trong linh hồn của nàng lại ẩn giấu một nỗi thống khổ vô hạn. Ánh dương quang rơi vào trong mắt nàng, ngược lại còn có chút lạnh ý. Nàng nắm thật chặt đan tâm thạch trong lòng bàn tay. Đó là ấn ký cuối cùng mà Nhạc Phàm lưu lại cho nàng, cũng là ấn ký duy nhất. Minh Hữu nhìn về phía trước, khóe mắt bất giác trở nên ươn ướt. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên được một ngày đó, một khoảnh khắc đó, một người đó. Mặc dù hắn cũng biết, vừa mới khó khăn thoát chết được, nhưng đối mặt với sự ra đi của thân nhân bằng hữu bên cạnh mình, trong lòng của vị nữ tử này không tài nào có chút vui vẻ được. Trần Hương Tỷ, Minh Hữu chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Hương, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc dị thường, nói cái gì cũng không ra lời được. Trần Hương vẫn ngắm nhìn chân trời xa xôi, thanh âm nhẹ nhẹ nói. Vẫn không có tin tức của chàng sao? Đệ vẫn... Minh Hữu dùng sức cắn mạnh môi nhưng vẫn khó có thể mở miệng. Hắn thực ra đã phái mọi người đi tìm Nhạc Phàm, ngay cả Tiểu Hòa cũng không ngoại lệ. Song trải qua 2 ngày 2 đêm tìm kiếm, nhưng cũng không có bất kỳ tin tức gì của Nhạc Phàm. Nơi này không phải là lục địa, mà là hải vực vô cùng vô tận. Cho dù là cao thủ thiên đạo cũng không có khả năng tung hoành được, huống chi là một người đang thụ trọng thương như hắn. Thời gian càng lâu, hy vọng sống sót lại càng xa vời. Minh Hữu và Trần Hương sao lại không rõ đạo lý này? Nhưng một khi bọn họ còn chưa tìm thấy thi thể của Nhạc Phàm, bọn họ cũng không muốn tin tưởng rằng Nhạc Phàm đã chết. Minh Hữu, thuyền đã chuẩn bị xong chưa? Trần Hương Tỷ yên tâm, thuyền đã được chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể khởi hành. Đến lúc đó đệ sẽ để cho đám người thiên danh đi tiễn tỷ tỷ một đoạn. Bọn họ đều là thủy thủ lão luyện, kinh nghiệm trên biển rất là phong phú. Đa tạ. Vẻ mặt Trần Hương vẫn lãnh đạm như cũ, tựa hồ như quyết đem bi thương trong lòng dứt bỏ. Chỉ bất quá là người ai không có cảm tình, thật sự có thể buông xuống ư? Hơi dò dự một chút, Minh Hữu vẫn là nói. Trần Hương Tỷ, tỷ thật sự quyết định ly khai sao? Trần Hương gật đầu nói, tỷ còn có trách nhiệm của mình, cho nên tỷ phải ly khai, không chỉ là vì mình, mà còn là vì người khác. Đệ hiểu được. Minh Hiếu cúi đầu nói, không muốn làm cho đối phương nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, hắn cũng là như vậy. Âm thanh dù dường uyển chuyển trong thiên địa, Trần Hương thổi lên sáo trúc, truyền ra một loại u thương khó tả. Làn điệu như thế, Minh Hiếu tự nhiên là quen thuộc. Bất quá hắn không chỉ nghe Nhạc Phàm thổi qua một lần, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ có nửa khúc. Giờ khắc này, hắn rốt cục cũng cảm nhận được tình cảm ở sâu trong nội tâm của Nhạc Phàm. Như thế nào là tịch mịch? Như thế nào là cô độc? Như thế nào là chờ đợi? Trong mắt vô lệ, chảy máu trong tim. Đau đớn chân chính không cần phải diễn giải bằng lời, không cần phải thông qua biểu tình đau khổ, mà chính là giằng xéo bên trong linh hồn. Lặng lẽ, ưu thương lặng lẽ hoài, một chén u sầu, chén rượu nhạt. Không như uyên ương, không như tiên, biết nhau gần nhau vạn vạn năm. Phút chốc trôi qua, mộng đã tàn, trời đất bao la, chỉ mình ta. Mây trắng ngàn năm, lòng sầu vạn thủa. Thời gian trôi nhanh, như bóng câu qua cửa sổ. 10 cái mùa thu giống như một cái chớp mắt. Sau khi Trần Hương rời đi, Minh Hữu siêng năng cẩn mẫn chăm lo việc trong tộc, bằng vào linh hồn truyền thừa, hắn rốt cục đã dẫn thủ lăng nhất tộc đi ra khỏi khốn cảnh. Tần Hoàng Đảo hôm nay, tộc nhân ai ai cũng vui sướng, an hưởng cuộc sống phồn vinh, quần áo đủ ấm, thức ăn chán chê, an cư lạc nghiệp, quân thú chạy trước, thợ săn đuổi sau, không có chiến tranh, không có cửu hận, không có tai nạn, cứ như là cuộc sống nơi thế ngoại đảo nguyên. Ở một chỗ cao của ngọn núi, một gã thiếu niên 17-18 tuổi đang đứng đón gió, mục quang ngắm nhìn về phương xa. Thiếu niên tay cầm cốt trượng, thân vận áo da thú cùng với một tấm áo choàng, toàn thân tản mát ra dã tính nồng đậm. Hắn đúng là trụ cột tín ngưỡng và tinh thần duy nhất của thủ lăng nhất tộc, Thích Minh Hữu. Ở bên cạnh hắn, một con mãnh thú Tiểu Hòa lặng lẽ đứng làm bạn. Suốt 10 năm, Minh Hữu đã thay đổi rất nhiều,
mà thứ duy nhất không thay đổi đó là nội tâm cô độc và hoài niệm của hắn. Ở nơi này rất tốt, không buồn, không lo, hoàn cảnh tốt, sinh hoạt tốt, các tộc nhân đối với Minh Hữu lại càng tốt. Nhưng là hắn vĩnh viễn không thể tìm được cảm giác lưu luyến và yêu mến. Dù sao, thân phận của hắn mới quyết định cuộc sống của hắn. Thánh giả, bọn thiên xanh đã trở lại. Tàng nhà tộc trưởng vừa chạy tới, so với 10 năm trước thì lão nhân càng thêm già nua, chẳng qua là biểu hiện trên mặt đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Có tin tức gì không? Không có. Tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, Minh Hữu vẫn là nhịn không được mà cảm thấy mất mát. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn phái ra rất nhiều người đi tìm tin tức của Nhạc Phàm. Đáng tiếc cho đến nay vẫn không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả tin tức của Trần Hương một chút cũng không có. Đại ca. Trầm mặc trong chốc lát, Minh Hữu chậm rãi mở miệng nói. Tộc trưởng, ta muốn trở về một thời gian. Trở về? Không phải là trở về trong tộc, mà tự nhiên là trở về trung thổ. Tàng nhà tộc trưởng đầu tiên là hơi cao mày, nhưng sau đó lập tức lộ vẻ thoải mái. Suốt 10 năm, thánh giả đã giúp cho chúng ta quá nhiều rồi. Trong tộc hiện tại rất ổn định, thánh giả cũng nên trở về cố hương một lần. Bất quá, trung thổ hiện nay giống như một phiên hỗn loạn. Ta sẽ để cho Thiên Xanh và A Đồ đi cùng với ngươi. Như vậy, ta cũng yên tâm hơn một chút. Tuy có chút không vui, nhưng lão nhân vẫn là ủng hộ sự lựa chọn của đối phương. Có một số việc, hẳn là nên có một kết quả. Giữa ánh mắt bình tĩnh của Minh Hữu ẩn sâu sự kiều hận thấu xương, hắn không có một ngày nào mà không nhớ về nỗi đau diệt thôn và còn cả sự bận tâm về Nhạc Phàm. Nếu Nhạc Phàm hiện tại không có tin tức, vậy hắn lại càng phải đi hoàn thành tâm nguyện trêu ngôi của Nhạc Phàm. Tàng nhà tộc trưởng tự nhiên là biết tâm ý của Minh Hữu, không thể làm gì khác hơn là hòa nhã nói. Thánh giả, không quản người đi bao xa, không quản người đi phương nào, nơi này vĩnh viễn là nhà của người. Cảm động cùng với hổ thẹn, kiêu hận cùng với kiên trì, nội tâm của Minh Hữu rất là phức tạp, nhưng cũng có một tia ấm áp. Ở trong đầu hắn, thủy chung vẫn hiện lên một bóng lưng cô độc, nhưng lại kiên cường. 10 năm tịch mịch trăm tuổi không, dõi mắt vô hạn ngắm biển xanh, một cánh buồm đơn xa ngàn dặm, một cánh hồng nhạn giữa thiên không. Sóng biếc rì rào dặng đá ngầm, không cần cuồng phong cũng tự đi. Chỉ thấy biển xanh không thấy nước, sóng vừa tan biến, sóng lại sinh. Thường Thiên Giám. Thiên đạo hiểm, giang hồ xa, quần ma cuồng vũ, thần châu có biến. Phong vân khởi, nhân tâm hàn, loạn thế phân tranh, bao giờ kết thúc? Đây là một niên đại hoàn toàn mới. Đây là một niên đại hỗn độn. Đây là một niên đại vô pháp lường trước. Không có bất kỳ một thời đại nào tương tự với nó. Hỗn loạn phảng phất như trở thành một chủ đề vĩnh hằng của thế gian. Từ đây, thiên hạ không tiếp tục an bình, chỉ có quyền lợi cùng với lực lượng. Từ đây, không tiếp tục của sinh mệnh bị nhiễu loạn, đạo đức cùng với luân lý dần dần bị phai nhạt. Từ đây, giang hồ không còn là giang hồ, mà giang hồ vẫn là giang hồ. Từ đây, lịch sử đi về phía tương lai không biết trước được. Hải Nạp Bách Xuyên. Phúc Châu Cổ Thành nằm ở đông bộ của tỉnh Phúc Kiến, có núi, có sông. Ở phía đông là Biển Đông, địa thế ưu việt, khí hậu ôn hòa. Lịch đại danh lam thắng cảnh lại càng nhiều không kể xiết. Một trong những nơi nổi tiếng chính là Giang Nam Thắng Cảnh. Trời đông giá rét, pháo nổ lên, đã mắt lại, lại là cảnh năm mới. Mặt trời chiều ngả về Tây, lúc này bên trong thành Phúc Châu tuyết bay đầy trời. Hai bên đường phố bày bán đầy đồ trang sức bằng bạc, lấp lánh giống như một thế giới trắng xóa, làm cho người ta bất giác mà thầm thanh sàng, tâm thần sảng khoái. Trên đường cái, từ Đông đến Tây đều có tiếng người huyên náo, hẻm nhỏ chật hẹp mà người người chen chúc, cho dù nước chảy cũng không lọt. Tửu lâu trà quán lại càng không còn có chỗ ngồi. Người xe của các thương đội giống như nước, tạo ra cảnh tượng phồn hoa sầm uất. Dù sao, đây cũng là vùng duyên hải, mặc dù niên đại chiến loạn, kinh tế thông suốt vẫn là điều trọng yếu. Tuyệt giờ thật đúng lúc, năm nay lại có một mùa bội thu. Thánh giả, ngươi xem, nơi này chính là Phúc Châu Thành, thuyền của chúng ta mỗi lần ra khơi đều cập bờ ở chỗ này. Phúc Châu Thành, quả nhiên là địa phương có phúc.
Đã lâu không có nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như thế này. Đúng à, quả thực so với đại điển cúng tế của chúng ta còn náo nhiệt hơn nhiều. Tuy rằng hiện tại trên đảo cái gì cũng không thiếu, nhưng vẫn là cảm thấy có phần đơn điệu nhàm chán. Thiên Sành đại ca, hồng trần rực rỡ nhiều màu sắc, nhưng cũng có vô số phiền não. Nhất là trong loạn thế, muốn được sinh sống an bình cũng là một ước muốn xa xỉ. Người cảm thấy ở trên đảo đơn điệu chính là bởi vì người đang ở nơi hồng trần. Vậy cũng được, ta từ nhỏ trên đảo lớn lên cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngược lại sau khi đi ra ngoài mới trở nên không an phận. Tâm chỉ cần tĩnh, kỳ thực nơi nào cũng đều giống nhau. Thánh giả nói chuyện luôn rất thâm ảo. Trong đám người đang chen chúc, hai gã nam tử xoải bước đi ra, thân thái hồng hào, phong thái hiền ngang. Thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, ngoài thân khoác lên một tấm áo bào trắng như tuyết, búi tóc thanh nhã phiêu phiêu trong gió, hiển thị ra sự nổi bật bất phàm. Chẳng qua là hắn tuổi còn trẻ nhưng lại có một loại khí chất giống như một thủ lĩnh lão luyện, khiến cho người ta nhịn không được mà sinh ra cảm giác sai về độ tuổi. Bên cạnh người thiếu niên là một gã thanh niên cao giáo, 27-28 tuổi, thân quấn da thú, đầy vẻ dã tính, trên khuôn mặt ngăm đen luôn lộ ra một nụ cười sáng lạng. Ở phía sau hai người bọn họ là một đầu tiểu thú lông đỏ, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, trong mắt thỉnh thoảng lại toát ra vẻ hưng phấn cùng với tham lam. Đã 10 năm, Thích Minh Hữu hiện giờ mới đặt chân lại lên phiến lục địa này, trong lòng tự nhiên kích động dị thường. Song những ký ức cũ dần dần khơi dậy lại không khỏi làm cho người ta buồn bã mất mát. Tâm tình thoáng bình thường trở lại, Thích Minh Hữu nói: "Thiên Sanh đại ca, chúng ta bây giờ đã ra ngoài, xưng hô là thánh giả cũng không tiện, sau này hãy đổi lại cách xưng hô đi." "Đổi lại cách xưng hô?" Thiên Sanh ngạc nhiên. "Không gọi là thánh giả thì gọi là gì?" Thích Minh Hữu suy nghĩ một lúc, không khỏi cảm thấy khó khăn. Hắn từ nhỏ đã ly khai trung thổ, đối với phong tục tập quán nơi đây cũng không rành lắm, chỉ còn có chút ấn tượng khi còn nhỏ. "Thiên Sanh đại ca, người cảm thấy ở trung thổ xưng hô như thế nào thì thích hợp?" "Hồi báo thánh giả, người trung thổ thường thường đều thích gọi như là Lâm lão gia, đại công tử, linh tinh đủ loại, bất quá ta thấy nó không thích hợp với thánh giả." Thiên Sinh cười nói: "Ta nghĩ thủ lăng nhất tộc chúng ta thờ phụng linh hồn tổ tiên, mà thánh giả lại được tổ tiên truyền thừa cho trí tuệ. Ta thấy gọi thánh giả là thiếu chủ cũng tương đối thích hợp." "Thiếu chủ?" Thích Minh Hữu gật đầu nói: "Thiếu chủ thì thiếu chủ, dù sao cũng là một cách xưng hô mà thôi." "Vâng, thiếu chủ." Trong lúc hai người tán gẫu, lại vô tình chạm mặt với một tên khất cái, quần áo rách nát, mắt mày rậm híp, khuôn mặt dơ bẩn, toàn thân tản ra mùi nấm mốc, khiến cho mọi người xung quanh nhìn thấy đều phải tránh xa. "Đại gia gia, xin cho ta chút gì ăn đi." Tên khất cái đi tới trước mặt Thích Minh Hữu, bộ dáng cung kính nói: "Đại gia gia anh tuấn tiêu sái, phú quý đầy người, quả thực là thần tiên ở trong cõi trần, sau này nhất định sẽ hồng phúc tề thiên, danh chấn thiên hạ, danh liêu ngàn sử." Một chuỗi dài những lời nịnh nọt đủ khiến cho đầu óc của Thích Minh Hữu cũng phải choáng váng. "Thiên Sinh, đưa cho anh ít tiền là được." Thiên Sinh cũng cảm thấy không chịu nổi, cho nên móc ra túi tiền bố thí cho hắn. Không ngờ những kẻ nghèo đói ở phụ cận thấy thế toàn bộ đều súng lại, bộ dạng như không xin được tiền thề không bỏ qua. Chân mày Thích Minh Hữu hơi cau lại, cảnh tượng khi còn bé lại hiện lên ở trong lòng. Năm đó, hắn vì nửa cái bánh màn thầu mà cùng với người ta đánh nhau, khiến cho mình đầy thương tích. Nếu không phải về sau mình gặp Lý đại ca, nói không chừng mình bây giờ cũng là một thành viên trong những tên khất cái này. Cảm khái xong, Thích Minh Hữu phân phó: "Thiên Sinh đại ca, đều là những kẻ đáng thương, đem tiền phân ra cho bọn hắn một ít." Thiên Sinh nghe vậy vội vàng cầm tiền phát ra xung quanh. Một màn như thế tự nhiên là cũng thu hút không ít sự chú ý của người qua đường. Phải biết rằng hiện tại là loạn thế, người có tiền thì không ít, nhưng người chân chính có thiện tâm lại không nhiều lắm. Người có tiền lại có thiện tâm lại càng là phượng mao lân giác, ít lại càng ít. Phần phát xong, Thiên Sinh mới dẫn Thích Minh Hữu bước nhanh ly khai khỏi đám người. Chuyển qua một góc phố, tầm mắt đột nhiên tối sầm, chỉ thấy một vị thân hình cường tráng đang che ở trước mặt. Người này tuổi cũng sấp xỉ như Thiên Sinh, vai đeo đại cung, thắt lưng rất trùy thủ, thân mặc trang phục thợ săn, đầu tóc ngắn ngủn, tinh thần dồi dào, tướng mạo thô lỗ, mắt sáng quắc như cọp, thần sắc lộ ra khí phách lẫm liệt. "Hừ." Thiên Sinh nện cho đối phương một quyền, tức giận nói: "A Đồ, người không thể xuất hiện cho đàng hoàng sao? Làm gì mà vô thanh vô tức, người muốn hủ chết chúng ta cùng với thánh giả?" "Tại thói quen mà thôi."
A Đồ gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng. Thích Minh Hữu xua tay cười nói, A Đồ đại ca, tất cả mọi người đã sắp xếp xong xuôi rồi sao? A Đồ gật gật đầu, lắp bắp nói, tất cả mọi người đều đã an bài xong, chỉ cần lưu lại ký hiệu thì bọn họ nhất định có thể tìm đến. Vậy là tốt rồi. Trong lòng yên tâm, Thích Minh Hữu chuyển sang phía Thiên Xanh nói, Thiên Xanh đại ca, bây giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta đi ăn một chút gì đi. 10 năm không có trở về, hương vị của gia hương cũng đã quên sạch rồi. Thiên Xanh nghe vậy thì hưng phấn nói, thiếu chủ, nơi này có rất nhiều món ăn ngon, nào là Phật Trắc Bồi, Hồng Ta Túy Hương Kê, Thái Bình Yến, Kê Thang Trúng Trướng Bất Bạc, Hương Lộ Hà Man, hay thiệt là rất nhiều món ngon, cho dù ăn từ kiếp trước cũng không hết. Nhớ tới những cao lương mỹ vị đã nếm qua, A Đồ nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực, cứ gật đầu liên tục. Thích Minh Hiếu buồn cười nói, một khi đã như vậy, Thiên Xanh đại ca còn không mau dẫn đường, chúng ta đi. Tụ Mãn Lâu chính là một trong những tửu lâu náo nhiệt nhất trong Phúc Châu Thành. Đương nhiên, nơi này cũng không phải có thức ăn tốt nhất, đồ ăn nhiều nhất, giá cả rẻ nhất. Chỉ có thể nói là tiền nào của đó, giàu nghèo đều có thể phục vụ. Bởi vậy thương nhân du khách vào Nam ra Bắc, phần lớn đều thích đến nơi này nghỉ ngơi một chút. Thuận đường, nếm thử một ít phong vị đặc sắc của bản địa. Tửu lâu huyên náo, khách nhân ra vào nối liền không dứt. Tiểu nhị bận rộn luôn tay. Ba vị khách quan, mời vào bên trong, mời vào, mời vào. Tiểu nhị tiếp đón đầy nhiệt tình, Thích Minh Hữu và Thiên Sinh, A Đồ cất bước đi vào, Tiểu Hòa cũng nghênh ngang theo sau. Trưởng quỹ tùy ý liếc mắt một cái những người vừa tới, bản tính trong tay nhất thời ngưng lại. Đi ở phía trước là một gã thiếu niên trang phục thư sinh, mà hai người còn lại đều mang trang phục thợ săn. Phía sau còn có một tiểu thú lông đỏ. Hai loại người không hề hòa hợp, cư nhiên lại đi cùng một chỗ. Không muốn làm cho người khác chú ý cũng quá khó đi. Là một lão nhân bon chen thương trưởng đã lâu, vị trưởng quỹ này tự nhiên có thể nhìn ra ba người bọn họ có điểm không giống với người thường. Thời loạn thế, kỳ nhân dị sĩ nơi nơi đều có. Hơi đắc tội một chút, hậu quả khó lường được. Nghĩ vậy, trưởng quỹ vội vàng ngừng công việc trong tay, vẻ mặt tươi cười tiến ra nói, Ây, ba vị khách quan không phải là người bản địa, không biết có cần tiểu điếm bố trí chuẩn bị gì không? Trưởng quỹ tự thân ra đón, tuy có chút đường đột, nhưng đám người Minh Thích Hữu cũng không có ác cảm. Trưởng quỹ đúng là hảo nhãn lực. Thiên Xanh lên tiếng trước và tùy ý gật đầu nói, chúng ta từ Lưu Cầu tới đây, chuẩn bị ở Trung Nguyên làm chút suy nghĩ về hàng gia. Nghe nói Tụ Mãn Lâu thức ăn không tệ, nên đặc biệt tới đây nếm thử. Trưởng quỹ lập tức ưỡn ngực ra, khoe khoang nói, thứ khác thì không dám nói, nhưng nếu nói đến đồ ăn ngon toàn bộ Phúc Châu Thành thì Tụ Mãn Lâu chúng ta là đệ nhất. Dừng một chút, trưởng quỹ dẫn đường về phía trước nói, ba vị quan khách, bổn điếm mới vừa thêm vào thực đơn một số món ăn mới, hương vị rất là ngon, rất thích hợp với thực khách từ biên xa đến, cảm đoàn sẽ khiến cho ba vị hài lòng. Bổn điếm cũng xin tặng một bình rượu nhạt, xem như là để cho ba vị tẩy chân. Trưởng quỹ ăn nói thành khẩn, Thiên Sinh nghe được liền sinh khoái ý. Khó trách suy nghĩ của Tụ Mãn Lâu lại tốt đến như thế. Thái độ của người ở đây đúng là làm cho lòng người thoải mái mà. Đầu năm nay, suy nghĩ có chút trắc trở, tự nhiên là phải lấy hỏa khí làm chính, bà vị không cần khách khí. Trưởng quỹ khiêm tốn mấy câu, ngay sau đó lập tức quát lên. Tiểu lăng tử, mau đưa mấy vị khách quý tới một chỗ thật tốt. Tới liền, tới liền. Lão Ngô, nghe nói đại quân Biện Tử lại đánh tới, không biết lần này sẽ như thế nào? Vương lão ca yên tâm đi, quân đội Lạc Tử đánh nhiều năm như vậy, đã có lần nào bại trận trở về chưa? Ơi, có bọn họ đóng ở biên này, những Lạc Tử kia đừng có mơ tưởng đặt chân được vào lãnh thổ Đại Minh chúng ta. Ai, nói thì nói như thế, nhưng hôm nay cười nói, ngày mai mất đầu cũng nên. Hiện tại thế đạo đại loạn, người xem, từ hoàng đế cho tới quan lại, người nào không phải chỉ là hình thức. Quốc không giả quốc, gia không giả gia, sớm muộn cũng có một ngày. Quốc gia không bị ngoại tộc xâm chiếm, cũng phải bại trong tay của chính mình. Vương đại ca nói rất phải, nội loạn bất định. Không cần nói tới tình hình trong triều đình, thiên hạ giang hồ nơi nơi đều hỗn loạn. Mặc dù bọn ta có tâm, nhưng cũng là vô lực cả. Ê, còn không phải sao? Tranh đấu thời loạn thế, không phải với năng lực một người là có thể khống chế. Huống chi còn có những tu sĩ kia tham gia, loạn càng thêm loạn. Có đôi khi, lão phù thật muốn mang theo người nhà, đi ra hải ngoại, tìm kiếm một chỗ thế ngoại đảo nguyên, an hưởng một cuộc sống bình thường. Trong loạn thế, làm gì có nơi nào chân chính là thế ngoại đảo nguyên, có thể có một nơi đặt chân đến cũng không tệ.
Hoàn hảo, Phúc Châu chính là phạm vi quản hạt của Thiên Địa Minh, cũng coi như là nơi khá yên ổn à. Ê, sống cũng thật là khổ quá mà. Trong một góc tiểu lâu, hai gã học giả vừa uống rượu, vừa đàm luận, thỉnh thoảng lại lộ vẻ lo lắng cho quốc dân. Chỉ tiếc bọn họ niên kỷ đã lớn, tuy có lý tưởng nhưng cũng chỉ có thể oán hận đầy trong bụng. Giờ khắc này trong tiểu lâu đã chật chỗ. Tam giáo cửu lưu, Thiên Nam Địa Bắc, đủ loại tin tức liên miên, không dứt bên tai. Trong đó được thảo luận nhiều nhất chính là những chuyện về tu sĩ. Kể từ đại hội Võ Lâm 10 năm trước, Ẩn Tông và Ma Môn đều ào ào hiện thế, bố cục của thiên hạ bất chi bất giác đã phát sinh biến hóa vi diệu. Cùng lúc đó, sự tồn tại của tu sĩ cũng được người trong thiên hạ biết đến. Bọn họ không những thần bí, hơn nữa còn thần thông quảng đại, có thể ngự không phi hành, cho dù là thần tiên trong truyền thuyết cũng không hơn bọn họ là mấy. Hiện tại sau lưng đủ loại tranh đấu trong giang hồ, cơ hồ đều mang theo bóng dáng của tu sĩ. Thích Minh Hiếu im lặng lắng nghe, một bàn mỹ vị ngược lại cũng chỉ đụng một chút. Tiểu Hòa thì lại ăn như bị bỏ đói cả chục ngày, khiến cho Thiên Xanh và A Đồ cũng phải oán tức một phen. Thiên Xanh đại ca, Thiên Địa Minh là bang hội gì? Thiên Địa Minh à? Thiên Xanh vừa ăn vừa suy nghĩ một chút mới trả lời. Ta nhớ rằng Thiên Địa Minh trước kia gọi gì là huynh đệ hội, là một trong những thế lực lớn nhất. Thiên Địa Minh không phải là do huynh đệ của Lý đại ca sáng lập ra sao? Chuyện phát sinh năm đó, Thích Minh Hữu từ lâu thượng lâu cũng biết được một chút ít. Bây giờ chẳng qua là nhớ mang máng huynh đệ hội, về sau tựa hồ đã thống nhất giang hồ. A Đồ cũng không nói lời nào, chỉ nghe Thiên Xanh nói. Thiếu chủ nói không sai. Ta nghe nói 10 năm trước trên đại hội Võ Lâm, Lý đại ca một mình đánh bại hai cao thủ là đại tu sĩ của Ẩn Tông, thay đổi bố cục toàn bộ các thế lực trong thiên hạ, tạo tiền đề cho huynh đệ hội nhất thống giang hồ. Lý đại ca. Nhớ tới Lý Nhạc Phàm, Thích Minh Hữu tràn đầy đau buồn. Trong 10 năm qua, hắn chưa bao giờ buông bỏ việc tìm kiếm tin tức của Nhạc Phàm. Hắn thủy chung không tin rằng đối phương đã chết, hoặc giả bà đói, hắn không muốn tin. Thiên Xanh đại ca, mấy năm nay người xuất nhập trung thổ có hay không nghe được tin tức của Lâu Thượng Lâu? Đề cập tới Lâu Thượng Lâu, Thích Minh Hiểu ở trong lòng thủy chung có một loại hận ý vô pháp quên được. Thiên Xanh sắc mặt hổ thẹn nói, thiếu chủ, kể từ 10 năm trước, Lâu Thượng Lâu đã chuyển về hoạt động trong bóng tối, không có ai biết được vị trí chân chính của bọn họ. Không có ai biết, có lẽ có người sẽ biết. Thích Minh Hiếu lại hỏi, bằng hữu của Lý đại ca hiện tại như thế nào? Ở Trung Nguyên, Nhạc Phàm cũng không có nhiều bằng hữu lắm, nhưng tính ra cũng không có ít. Thiên Xanh suy tư trong một chốc lát mới nói, sau khi Lý đại ca rời đi, rất nhiều bằng hữu của hắn cũng đã lánh đi ra thế ngoại. Trừ bỏ minh chủ của Thiên Địa Minh Thiết Huyết ra ngoài, cũng chỉ có hai vị đồ đệ của Lý đại ca là có thể liên hệ được. Đúng rồi, Lý đại ca còn có hai vị đồ đệ. Thích Minh Hữu chợt nói, vậy bọn họ hiện tại sống như thế nào? Thiên Xanh cười hắc hắc nói, bọn họ hiện tại không những không có nguy hiểm gì, mà còn trở thành đại nhân vật danh chấn nhất phương. Chẳng những sáng lập ra phàm môn, hơn nữa còn cùng nhau đóng ở biên quan, chống lại ngoại tộc. Nghe nói cuộc sống của bọn hắn kỳ thực cũng khá gian khổ, vì triều đình cũng không có trợ giúp gì cho bọn hắn. Thành ngầm dừng một chút, Thiên Xanh thử dò xét. Thiếu chủ, người có muốn trước tiên cứ đi gặp bọn họ hay không? Thích Minh Hữu gật đầu nói, lần này ta trở về Trung Nguyên, mục đích chủ yếu là giải quyết một ít ân oán cá nhân năm đó. Ngoài ra, ta còn muốn gặp những bằng hữu năm đó của Lý đại ca, lại còn có sư phụ của ta, không biết người hiện giờ như thế nào. Minh Hữu từ nhỏ đã trải qua sự lạnh ấm của nhân gian, đối với bằng hữu người thân quý trọng hơn người thường rất nhiều. Lúc trước, người đối tốt với hắn cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ Nhạc Phàm ra, cũng chỉ có sư phó của hắn, Đào Si Khấu Phì. Tâm cảnh lắng đọng, suy nghĩ dần dần vươn ra xa. Đại ca, nghe nói Vong Tình công tử cùng với cấp 3 tiên tử đã đến Phúc Châu rồi. Điều này có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật. 10 ngày sau chính là ngày thánh vực tuyển người. Không nghĩ tới hai người bọn họ cư nhiên là đích thần đến. Chúng ta có thể nhìn cho đã mắt rồi. Đúng thế, đúng thế. Mỗi năm năm mới có một lần. Lần này không biết là ai sẽ có may mắn như vậy, có thể được môn phái bọn họ chọn chúng. Có thể trở thành tu sĩ, hẳn là phải long phượng trong loài người. Chúng ta dù thế nào cũng không thể bằng được. Đó là tự nhiên,
Chỉ cần có thể được tiên tử coi trọng liếc mắt một cái thì ta cũng đủ hài lòng rồi. Huynh đệ, gần đây ngươi có nghe nói hay không? Có người ở Thiên Phong Sơn phát hiện ra một tòa thượng cổ mộ huyệt. Thượng cổ mộ huyệt? Chuyện lớn như vậy, ta như thế nào lại có thể không biết? Hơn nữa, ta nghe Tử Lão Đại nói, cổ mộ kia đúng là do một tiểu tử ngốc đang chạy trối chết, không cẩn thận rơi vào mà phát hiện ra. Chạy trối chết mà cũng có thể rớt xuống chậu châu báu. Tiểu tử kia đúng là vận khí hơn chó mà. Còn không phải sao, ta còn nghe nói tiểu tử ngốc kia ở bên trong tìm được một quyển tuyệt thế bí tịch, có thể tu luyện tới cảnh giới thiên đạo thần thông. Oanh! Thiên đạo thần thông? Trời ạ! Quá rúng động! Thời điểm ta vừa nghe được tin tức này, biểu tình so với người giống nhau y như đúc. Quá rúng động rồi. Hiện nay muốn tìm một bộ tu luyện công pháp cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng muốn tìm một bộ công pháp có thể tu luyện tới thiên đạo, quả thực so với cái gương vàng trong hoàng cung còn hy hữu hơn. Chỉ tiếc, tiểu tử kia về sau bị bằng hữu bắn đứng, tin tức cổ mộ cũng bị truyền ra ngoài. Hiện tại không ít người đang hướng Thiên Phong Sơn đi tới. Không cần quản hắn, dù sao có Thiên Địa Minh và triều đình can dự. Chuyện này chúng ta chỉ có thể đứng một bên, hơn nữa còn phải đứng xa xa một chút. Thiên đạo thần thông cảnh giới mà người tu luyện tha thiết mơ ước giang hồ lần này lại muốn náo loạn một phen rồi. Nghe được những tin tức trong giang hồ truyền đến tai, Thích Minh Hữu cảm nhận được sâu sắc những biến hóa phát sinh trong 10 năm qua. Mặc dù hắn không phải là người trong giang hồ, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự hung hiểm giống như ở giữa cuồng phong bạo vũ. Không sai, 10 năm, lớp lớp cao thủ xuất hiện, tu sĩ tranh phong, nhất là một tràng biến cố của 5 năm trước, lại càng khiến cho giang hồ bước vào một thời kỳ phồn vinh cường thịnh trước nay chưa từng có. Tới lúc này lại càng khiến cho thiên hạ hãm nhập trong cảnh hỗn loạn nguy hiểm. Lực lượng càng lớn, nguy hại lại càng lớn. Câu ngạn ngữ này ở bất cứ lúc nào cũng không có gì sai lệch. Giang hồ thời điểm hiện tại chính là đang đứng ở ngã ba lịch sử, đi về hướng nào cũng vô pháp đoán trước được. Ba vị tiểu huynh đệ, làm phiền ba vị một chút. Thích Minh Hữu đang tràn ngập tâm tư, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi khẽ bên tai. Quay đầu nhìn lại, thì thấy một gã hắc y nam tử khoảng 40 mấy tuổi đang đứng trước bàn bọn họ, đầu ngẩng ngực ưỡn, vẻ mặt cao ngạo, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười của hắn che giấu. Bị người ta cắt ngang, ba người Thích Minh Hữu bỏ bát đũa xuống, nhưng thật ra Tiểu Hòa vẫn hờ hững, tiếp tục hưởng thụ bữa ăn của mình. Thiên Sanh trước tiên là cùng với An Đồ dùng ánh mắt trao đổi một chút, sau đó mở miệng nói: "Người có chuyện gì không?" Hà Kỳ nam tử chắp tay nói: "Ba vị tiểu huynh đệ từ Lưu Cầu xa xôi mà đến, hẳn là đối với hoàn cảnh Trung Nguyên không quá quen thuộc phải không?" "Thì sao?" Thiên Sanh nhíu mày, giống như đã đoán được lời nói kế tiếp của đối phương, đơn giản chỉ là vì lợi ích mà đến. "Ta thấy ba vị tiểu huynh đệ cần có một vị bằng hữu dẫn đường." Hà Kỳ nam tử cười nói: "Hay phải biết rằng, tiền tài giấu kín, bầy ngàn phát đạt, tiền tài vừa lộ, vận đoàn mệnh khó mà sửa đổi. Trên đường, ba vị tiểu huynh đệ tiêu xài tiền bạc như thế, chẳng lẽ không sợ khiến cho người hữu tâm nảy sinh toan tính sao?" Thiên Sanh cười lạnh nói: "Như thế mà nói, người chắc hẳn cũng là một trong những người hữu tâm phải không?" Hắc Y nam tử thu liễm nụ cười, phủ nhận nói: "Ta nếu là người hữu tâm, các người há có thể an ổn ngồi ở đây ăn uống được?" Thích Minh Hữu nhấp một ngụm trà nói: "Người đây đang là giải thích hay là đang uy hiếp?" Hạc Y làm tử cười không đáp, ngược lại nói: "Ta biết các hạ không phải là người bình thường, nhưng đất Trung Nguyên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Các người là di dân của hải ngoại, há có thể tưởng tượng thiên hạ loạn thế, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Đạo lý này hẳn là không cần giảng giải. Nếu đây không phải là Phúc Châu Thành, ta đảm bảo ba vị tuyệt đối không thể ra khỏi tiểu lâu này nửa bước." "Thế sao?" Thích Minh Hữu thản nhiên nói: "Nếu như người nào có bổn sự này, không ngại tới thử xem." Hoa Kỳ nam tử sắc mặt trầm xuống, không có tiếp tục mở miệng, hai mắt đánh giá ba người đối phương, cũng không biết là đang suy nghĩ thứ gì. Thích Minh Hữu tâm niệm vừa động, đột nhiên hỏi: "Ngươi ở Thiên Địa Minh có chức vị gì?" "Làm sao ngươi biết?" Hà Kỳ nam tử hơi giật mình, chỉ nghe Thích Minh Hữu khẽ cười nói: "Phúc Châu Thành là địa phận quản hạt của Thiên Địa Minh. Người có thể mạnh miệng như thế, tất nhiên là có chỗ dựa của mình. Nói đi, bản thân ta đúng là có hứng thú, không biết ý ngươi như thế nào." "Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ mà cũng có chút trí tuệ."
Hắc y nam tử hào phóng tán thưởng một câu, sau đó ưỡn ngực nói: Không sai, ta chính là ngoại vi quản sự của Thiên Địa Minh Phùng Hải, phụng mệnh kiểm tra giám sát những thương đội xuất nhập Phúc Châu Thành, cùng một dạng như những người đang tán gẫu ở đây. Cho nên vì miễn đi những phiền toái không cần thiết, phàm là thương đội vào thành đều cần đến nơi trụ sở để lưu lại bái thiếp, nếu không đều phải bị đuổi ra khỏi thành. Đương nhiên, nếu như các ngươi lưu lại bái thiếp, như vậy sự an toàn trong thành của các ngươi sẽ được Thiên Địa Minh che chở, tuyệt đối không có tên trộm cắp nào dám có chủ ý với các ngươi. Vừa nói xong, Phùng Hải lại đưa ánh mắt rơi vào trên người của Thích Minh Hữu. Ha, nguyên lại là muốn thu phí bảo hộ. Thích Minh Hữu vẫn tươi cười nói: Ta nghĩ chúng ta cũng không cần người khác phải bảo hộ, người hay là rời đi. Phùng Hải nghe vậy liền biến sắc, lạnh lùng nói: Các hạ kiêu ngạo như vậy, có phải không để Thiên Địa Minh chúng ta trong mắt hay không? Kiêu ngạo, coi như là như vậy đi. Thích Minh Hữu liếc nhìn đối phương, lạnh nhạt nói: Thiên Địa Minh các ngươi chưa bỏ thiết huyết ra ngoài, ta xác thực không có đem người nào để trong mắt. Người. Thái độ thong dong của Thích Minh Hữu khiến cho Phùng Hải cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhất là bộ dạng của đối phương có vẻ như là quen biết thiết huyết, càng làm cho hắn có chút nắm không chắc. Nếu ba người đối phương thật sự có lai lịch lớn, hậu quả không phải là một vị ngoại vi quản sự nho nhỏ như hắn có thể thừa thụ được. Tâm niệm vừa chuyển, khí thế của Phùng Hải triển khai, thử thăm dò ba người bọn họ. Đám người Thích Minh Hữu vẫn ngồi yên bất động, giống như căn bản không có cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Đây là có chuyện gì? Ngay khi Phùng Hải hết sức nghi hoặc, một cỗ hàn ý dữ dội đột nhiên quấn chặt lấy hắn. Kinh hãi, rúng động, sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, đủ loại tâm tình tiêu cực bạo phát ra. Phùng Hải cảm thấy tâm thần mình sắp bị hỏng mất, hắn thậm chí còn không biết thứ gì đã tập kích mình. Ngắn ngủn hai cái hô hấp, hết thảy mọi thứ xung quanh đều khôi phục lại bình thường. A Đồ có chút bất thiện hừ một tiếng, định dùng phương thức trực tiếp nhất phát tiết ra sự bất mãn ở trong lòng. Nếu không phải có Thích Minh Hữu ngăn lại, Phùng Hải sợ rằng đã trở thành phế nhân. Lúc này, Phùng Hải một thân ngập đầy mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy sắp ngã khuỵu xuống đất, phải một hồi sau mới lấy lại được một chút tinh thần. Khi hắn nhìn lại về phía ba người Thích Minh Hữu, không còn có dám nửa điểm bất kính. Trì hoãn qua một hơi, Phùng Hải cẩn thận nói: Ba vị tiểu huynh đệ, tổng tuyển cơ của Thánh Vực đang tới gần, không thể có bất kỳ chuyện nào ngoài ý muốn phát sinh. Mấy ngày này, Phúc Châu toàn thành giới nghiêm, ta khuyên các vị vẫn là cẩn thận một chút. Tổng tuyển cử của Thánh Vực, vậy cùng chúng ta có quan hệ gì? Thiên Sanh trừng mắt nhìn, có chút không giải thích được nói: Chúng ta chỉ làm suy nghĩ về hàng gia, ngày mai cũng đã rời đi rồi. Yết hầu Phùng Hải có chút cứng ngắc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có lời gì để nói. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại bất cần nhân tình như thế, nhất thời vừa thẹn vừa giận, muốn phát tác nhưng khư khư không thể phát tác. Nếu không có chuyện gì thì mời trở về đi, đừng làm trở ngại chúng ta ăn cơm. Thiên Sanh không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Phùng Hải cũng không dám lưu lại. Trước khi đi thì thanh âm nhàn nhạt của Thích Minh Hiếu lại bay tới bên tai: Trở về nói cho chấp sự các người biết, nếu có thời gian ta sẽ đi bái phỏng. Đợi Phùng Hải rời đi, vẫn là nhịn không được hỏi: Thiếu chủ, chúng ta có lưu lại hay không, hay vẫn trực tiếp đi về phía bắc? Thánh Vực tổng tuyển cử. Trầm ngâm trong chốc lát, Thích Minh Hữu như có điều suy nghĩ nói: Nếu nơi này có chuyện náo nhiệt, chúng ta lưu lại thêm mấy ngày cũng không sao. Thật tốt quá, Thiên Tranh hưng phấn gào to. A Đồ cũng là một trận trợn mắt, mà Thích Minh Hữu cũng chỉ khẽ cười cười, đem Tiểu Hòa nhẹ nhàng ôm vào trong lồng ngực. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 98 của Thương Tiên. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 99.